chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường đang có mặt tại trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Sài Gòn Ford Nam Sài Gòn để chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Everest Titanium một cầu siêu lướt chỉ mới 4.000 km các bạn. Và trên tay Cường là phiên bản Titanium một cầu sản xuất 2019. Đăng ký lần đầu là 2019. Tuy nhiên chủ xe của chiếc xe này đi rất ít các bạn. Và chiếc xe này gần như là mới, thiếu cái thùng thôi là mới. Bởi vì một chiếc ô tô đi mới 4.000 cây thì nó quá là ít đi. Thì option trang bị có sẵn trên chiếc xe này thì phim cách nhiệt, camera hành trình, lót sàn, phủ ceramic. Cho nên là cái màu sơn tuy sau 3 năm mà nhìn nó không khác gì xe mới các bạn. Thì cụ thể như thế nào, Cường sẽ quay một vòng chi tiết về ngoại thất, nội thất, động cơ của chiếc xe này cho các bạn xem. Và bật mấy luôn cái mức giá của chiếc xe này bên mình đang rao run quanh 1,1 tỷ đồng các bạn. 1,1 tỷ đồng. Một cái mức giá mà nếu các bạn đang quan tâm dòng Ford Everest, nếu so sánh với lại cái giá lăn bánh của phiên bản hiện tại, nó rơi khoảng tầm 1 tỷ 350 triệu. Thì các bạn tiết kiệm được đâu đó khoảng 250 triệu và đặc biệt hơn là có xe đi liền. Con này chồng tiền đủ rồi lấy xe về đi ngay lập tức, chứ không phải chờ đợi giống như là xe mới bây giờ. Xe mới ví dụ như bây giờ các bạn ký, các bạn phải chờ khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng thì mới có xe giao cho các bạn. Bởi vì cái tình trạng khan hàng, thiếu chip bán dẫn cho nên là không xuất xưởng được các dòng xe, đặc biệt là xe nhập khẩu như là Ford Everest. Thì mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết cùng qua video ngày hôm nay về chiếc xe này. Đầu tiên Cường sẽ quay một vòng về ngoại thất cho các bạn xem. Ngoại thất của chiếc xe này thì không có gì để nói quá nhiều. Không có bất cứ một vết chầy nào nha các bạn. Rất mới. Bởi vì đi mới 4.000 cây thì các bạn hình dung 4.000 cây với một cái ô tô không là cái gì cả các bạn. Thì ngoại hình của chiếc xe này thì các bạn nếu mà so với lại phiên bản 2022 thì nó chỉ khác nhau mặt ca lăng và cái cụm đèn. Còn lại y chang, giống y chang các bạn, không khác nhau cái gì hết á. Các bạn để ý mấy cái phần phần góc, góc 3/4 này nè, không bị chầy luôn nè các bạn. Những cái chỗ này là dễ bị chầy nhất mà không bị chầy luôn. Thì các bạn biết là cái độ mới của chiếc xe này nó mới như thế nào rồi. Đó, còn quay bên hông bạn xem là mới lắm các bạn. Các bạn nhìn gai lốp này. Đây, gai lốp nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó còn kiểu như nó chưa mòn luôn các bạn, nó mới chỉ cái nở cái cao su rồi thôi đó. Nó nở cái cao su rồi thôi, nó cũng chưa mòn. Mấy cái gai giỏ mình nhìn kỹ nó còn chưa mòn hết luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó chưa mòn hết luôn. Này nhìn cái phần gầm nè, còn mới cứng luôn nè. Đó, nhìn là biết là chiếc xe này có luôn cả phủ gầm nè các bạn. Xe này đã được phủ gầm rồi nè. Đó, nhìn cái phần gầm là mình biết nè, nếu mà đi nhiều thì cái phần phuộc bên trong này nó sẽ bị bám. Nhưng mà cái này còn đen thui như xe mới. Và mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái này là ốp thêm nè, ốp, ốp carbon. Rồi mới quá. Quay phần đuôi xe cho các bạn nè. Đuôi xe thì y chang như phiên bản 2021-2022, không khác bất cứ một cái điểm gì ở cái phần đuôi xe. Và biển số con này gì cũng được ấy chứ, 59936. Biển số nhìn cũng đẹp phết, 59936, rất dễ nhớ. Đây, mở luôn phần cốp, quay kỹ chi tiết cho các bạn luôn. Ồ, phần cốp của chiếc xe này các bạn nhìn nè. Chủ nhân nhìn là biết thấy kỹ rồi đúng không? Mua luôn cái này để đựng cho nó khỏi bị chầy cái phần sàn ở bên dưới. Và có luôn cả cái phần cao su này để khi mà gặp phẳng thì mình chạy ra. Đó, đó, chạy phẳng ra. Đấy, nhìn là biết chủ xe kỹ như thế nào rồi. Đây, quay các bạn xem. Cốp mà mình còn mới cứng. Này, nhìn mấy phần nhựa này nè, còn rất mới luôn các bạn. Nó không có bị chầy, nó không có bị bạc màu. Là mình nhít, nhìn là mình biết. Rồi, bây giờ vô bên trong phần nội thất xíu đi ha. Đây, vô bên trong phần nội thất. Quay từ ngoài vào trong cho các bạn xem. Đây, tiện thể nổ máy luôn cho các bạn nghe cái tiếng động cơ. Các bạn nghe không? Tí nữa cùng mở nắp capo cho các bạn xem. Bây giờ tìm hiểu nội thất trước. Mới không? Quá mới. Nè, ốp thêm mấy cái carbon, mấy cái chi tiết này nè, nhìn cũng đẹp phết.
ghế này. Ghế thì các bạn chỉ cần coi ghế chính thôi, ghế tài thôi. Ghế tài mà nó còn mới cứng như thế này thì các bạn biết là những cái ghế kia nó mới như thế nào. Đó, ghế tài này còn chưa nhanh luôn á. Chỉ hơi nhanh một xíu cái phần đỡ đùi xe, đỡ đùi người lái thôi nè. Đó, rất mới luôn. Để qua phần đằng sau. Đằng sau, đấy, đúng như Cường dự đoán, đằng sau còn mới 99,9% luôn. Tại vì người ghế lái thì chắc chắn cái xe lăn bánh là người lái phải có. Còn ở đằng sau có thể có hoặc có thể không. Mới lắm các bạn. Vô cái xe còn nghe cái mùi của da luôn mà. Rất mới. Bây giờ soi chi tiết một xíu về cái phần đằng trước. Đây, odo quay cho bạn chính xác luôn là 4.136 km các bạn. Đây, màn hình xin. Đó, đúng xin 29 quá nè. Xin 3. Sau này nó là xin 3.4, nó sẽ khác. Đây, cần đóng cửa lại nè. Giảm cửa gió điều hòa xuống xíu. Mở hai nắp thôi. Em ru. Cái đời này á thì có chống ồn chủ động. Cho nên ngồi ở bên trong á thì lúc mà đứng im tại chỗ á thì hơi nghe cái tiếng ù. Nhưng mà khi mà lăn bánh có tiếng ồn bên ngoài tác động vào là khoang cabin im ru. Đó, mấy cái phần này còn rất là mới các bạn. Gần như là không có gì để nói luôn à. Hút thêm mấy cái carbon này nữa nhìn rất là hay ho. Mới lắm, nhìn cái cần số đâu, mới cứng. Đó, quay chi tiết cho bạn xem, chiêm nghiệm. Camera hành trình. Bây giờ Cường sẽ mở cái nắp capo ra cho các bạn xem. 4.000 km. Đấy, mở ra thì mình mới bắt đầu mình nghe rõ cái tiếng động cơ hơn. Còn đóng nắp capo lại là rất là êm. Đây, 4.000 km các bạn, mới chỉ hơi bụi thôi. Mới chỉ hơi bụi thôi. Coi mấy cái này nè. Nói chung quay các bạn xem thôi. Chiếc xe bên Cường chắc chắn 100% là không đâm động, không thủy kích. Tặng thêm 1 năm bảo hành hoặc 12.000 cây. Ngoài bảo hành chính hãng ra nha, còn tặng thêm cho các bạn khi mua xe đã qua sử dụng chính hãng bên Cường. Hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Còn vì cái khoang động cơ này thì hơi bụi xíu thôi. Rửa rất là sạch bong. Chứ còn rất là mới các bạn. Động cơ Cường vẫn đang còn nổ luôn các bạn nghe không? Như vậy là Cường vừa mới chia sẻ với bạn về ngoại thất, nội thất, động cơ, nghe tiếng nổ máy của chiếc xe này. Thì chiếc xe này là zin 100% các bạn. Option có sẵn là phim cách nhiệt, phủ gầm, phủ ceramic cam, camera hành trình, lót sàn và những cái ốp carbon. Đó là những option có sẵn. Và giá chia sẻ các bạn luôn là 1,1 tỷ đồng. Các bạn mà có nhu cầu mua xe thì cứ gọi điện thoại cho Cường. Mà xe bên Cường, xe đã qua sử dụng 9 tháng này, các bạn yên tâm 100%. Không đâm động, không thủy kích, lịch sử bảo dưỡng bảo hành rõ ràng. Nhưng mà chiếc xe này 4.000 km thì hình như là chưa bảo dưỡng cái cấp 10.000 luôn các bạn. Thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề là chất lượng xe như thế nào. Ngoài ra bên Cường tặng thêm cho các bạn 1 năm bảo hành hoặc 12.000 km. Ngoài bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 100.000 cây ra nha. Tặng thêm cho bạn 1 năm và 12.000 cây. Tiếp đến là các bạn sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Ví dụ như chiếc xe này 1,1 tỷ các bạn vay ngân hàng được 770 triệu. Như là xe mới các bạn. Đó là những cái chính sách hỗ trợ của khi các bạn mua xe đã qua sử dụng chính hãng bên Cường. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.